Xin trân trọng kính chào Hội Thánh, kính chào những người thân trong gia đình của thầy ông và cô Hoài Linh. Chúng ta cảm ơn Chúa buổi chiều hôm nay chúng ta rất là vui mừng Chúa cho chúng ta cùng họp tại đây để chứng kiến lễ bổ nhiệm của thầy cô về làm truyền đạo đặc trách cho Hội Thánh Linh Lành Nguồn Sáng tại Thanh Long. Bây giờ xin mời thầy cô đứng phía trước. Xin hội thánh chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện xin Chúa ban phước một cách đặc biệt thì giờ chúng ta sẽ cử hành lễ bổ nhiệm để bởi ơn của Chúa mà Chúa sẽ sử dụng thầy cô một cách rất là đặc biệt cho công việc Chúa tại Thanh Long của ngày sắp đến. Kính thưa hội thánh, với sự đồng ý của ban mục sư và ban điều hành của các hội thánh, lễ bổ nhiệm của thầy cô Võ Ngọc Thi Ân sẽ được cử hành trong giờ này. Thưa thầy cô, Chúa xin nhị của ba ngôi Đức Chúa Trời và Hội Thánh, có phải thầy cô quyết định vui lòng trở thành người trang bày của Chúa tại Thánh Đền Nguồn Sáng Thanh Long không? Có phải thầy cô hứa sẽ làm trung tín trong sự cầu nguyện, đọc, học, suy gẫm lời Chúa để thầy cô có được tâm trí của Đấng Christ không? Có phải thầy cô hứa rằng sẽ nhờ ơn Chúa để hướng dẫn gia đình mình sống theo lời Chúa, hồ làm gương cho Hội Thánh và cộng đồng xung quanh không? Có phải thầy cô hứa rằng sẽ giảng dĩ công bố lời hằng sống của Đức Chúa Trời để nuôi dưỡng bầy chiên của Chúa và đưa dắt nhiều người lạc lối đến với Ngài không? Nguyện Đức Chúa Trời nghe lời hứa nguyện của thầy cô và giúp cho thầy cô giữ được những lời hứa nguyện đó. Kính thưa Hội Thánh, bây giờ tôi xin đọc quyết định bổ nhiệm thầy cô Võ Ngọc Thiên Ân. Hội Thánh là nguồn sáng, quyết định bổ nhiệm, nhận biết ơn kêu gọi, nền tảng thần học và tâm tình hầu việc Chúa trong Hội Thánh. Hội Thánh là nguồn sáng, quyết định bổ nhiệm thầy Võ Ngọc Thiên Ân là thầy truyền đạo đặc trách tại Hội Thánh là nguồn sáng Thanh Lâm, U Minh, Cà Mau. Quyết định này được thực hiện lúc 16:30 ngày Chủ nhật 12/2/2017 tại nhà thờ Hội Thánh là nguồn sáng vào dốc 94 Trần Bá Dao, phường 5, thành phố Hồ Chí Minh. Mục sư điều hành Phan Tấn Minh Thuận, mục sư linh vụ huyện Trần Hiền đã ký. Bây giờ mời thầy cô quỳ xuống và xin mời Hội Thánh chúng ta đứng lên. Xin mời các mục sư có mặt ở đây, xin chúng ta bước lên xung quanh thầy cô và đặt tay cầu nguyện. Chúng ta những người ở dưới chúng ta cũng dâng lên Chúa lời cầu nguyện để Chúa sẽ sử dụng cuộc đời của hai người trẻ này để bày tỏ tình yêu của Chúa cho vùng đất Thanh Lâm mà Chúa đã chọn. Xin chúng ta cầu nguyện Chúa ban ơn cho để với ơn của Chúa mà chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả lớn lao mà Chúa dành cho công việc Chúa tại Thanh Lâm. Xin mời các sư có mặt ở đây vui lòng bước lên để cầu nguyện Chúa cho người mà Chúa sẽ phát sứ mệnh sư Kim. Xin mời sư Kim. Xin chúng ta mỗi người chúng ta lớn tiếng cầu nguyện xin thần của Chúa đổ trên hai người trẻ này để họ sẽ là công cụ đáp lên trên nhà của Chúa và cáo về danh của Ngài.